chôn đi tôi mê rầu đừng trí trí bàn toàn. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ thời gian cũng vừa phở lã, con kính kính đảnh lễ ngài Tỳ Thiêu đã quang lâm vào râm. Dạ hôm nay con kính thỉnh ngài nhận biết và để thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ con kính nhận biết lại cho ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Vong Người Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Dạ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. À, xin hỏi quý vị, ở tuần trước thì chúng ta đã học xong về ý nghĩa của 12 chi như vậy là đã chúng ta đã học được một mệnh đề thứ nhất là vô minh duy cho hành. Và xin cảm ơn Phật đều. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bản đề thứ hai. Tức là hành duy thức. Dịch là hành duy thức, nhưng mà Kobali nói rằng Sankhara Pachya Vinya Năng Samphavati là do duyên hành có thức. Do duyên hành có thức, nếu dịch sát Kobali là như vậy. Bây giờ chúng ta học đến cái phần này, sau khi chúng ta đã hiểu như trước đã giải, hành là phi phúc hành, tức là nghiệp bất thiện. Phúc hành tức là nghiệp thiện dục giới và nghiệp thiện vô sắc giới. Và bất đồng hành tức là nghiệp thiện vô sắc giới. Ở đây chữ hành đó
thì chúng ta phải chú ý khi nói đến hành Sankhara là chúng ta nói đến từ Chitana chứ không phải nói đến tâm. Do đó chúng ta đừng nghĩ rằng là khi phúc hành là tâm bất thiện, hay là phúc hành là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, rồi khi phúc hành là tâm thiện vô, hay là bất đồng hành tức là tâm thiện vô sắc giới. Và mà chúng ta nói nghiệp, vì có câu Đức Phật dạy rằng chê tà na hăng phích khô vê khô măng quà đà bí. Này chưa thì kheo, ta nói Chetana tức là cái sự cố ý hành động là nghiệp cầm mát. Do đó chữ phi phúc hành chúng ta phải hiểu là nghiệp bất thiện, tức là tư tâm sở nó phối hợp với tâm bất thiện. Còn phúc hành là tư tâm sở phối hợp với tâm thiện nghiệp giới, tâm thiện sắc giới. Còn là cái nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới. Còn tư tâm sở phối hợp ở trong tâm thiện vô sắc giới gọi là bất động hành. Xin lỗi, chúng ta sửa lại cái câu gót đều đã ghi nghiệp tư này chưa tiền kheo, ta nói sự cố ý hành động là tư. Cái câu đó nghe không hiểu, câu đó sai. Này chưa tiền kheo, ta nói tư là nghiệp, tư là nghiệp. Hay này chưa tỳ kheo, ta nói sự cố ý là nghiệp. Sự cố ý là nghiệp. Sự cố ý ở đây là Chetana đó. Sự cố ý là nghiệp. Không lẽ sẽ sửa hoài thì kỳ quá, mất thời gian. Cái câu sau đó, này chưa thì kheo, ta nói sự cố ý mỗi một đơn Chetana là nghiệp cầm mát. Mỗi một đơn là cầm mát. Để như vậy sẽ rõ hơn. Còn chuyện Chetana để phía sau chữ nghiệp là nó không có chính xác. Ta nói sự cố ý mỗi một đơn Chetana đóng một đơn là nghiệp, mỗi một đơn cầm mát đóng một đơn. Dạ yeah. Cũng được, để gì cũng được, nhưng mà mình muốn nói cái chữ Chetana đó thì mình để ở phía sau cái chữ cái sự cố ý. Đầu nhất có tâm mình ghi lại lần thứ ba để nó chính xác không? Này chưa tỳ kheo, ta nói sự cố ý Chetana trong một đơn là nghiệp cầm mát. Dạ đúng rồi, lần này thì chính xác rồi nè. Các Phật tử thông cảm là tại vì chúng tôi làm cái công việc là viết
viết lách, soạn sách. Cho nên mỗi một câu từ ngữ sắp đặt làm sao cho nó sáng sủa, nghĩ gọn và nó hợp lý. Cho nên khi mà vào room chúng tôi hay chỉnh, các vị cũng thông cảm giùm. Bây giờ đó thì chúng ta tiếp tục là phi phúc hành, tức là nghiệp dị thời bất thiện. Chỉ nghiệp dị thời gọi là na nắc khế đi cát cầm mát, nghiệp dị thời bởi vì nó khác thời gian mà trổ quả, nó sẽ cho quả ở khác thời gian với nó, thì như vậy gọi là nghiệp dị thời. Nghiệp dị thời bất thiện. Còn phúc hành là nghiệp dị thời thiện dục giới và thiện sắc giới. Còn bất hành tức là nghiệp dị thời thiện vô sắc giới. Chúng ta nói theo chi pháp thì tư tâm sở hiệp với tâm bất thiện gọi là phi phúc hành, apunya phi sankhara. Còn tư tâm sở mà hiệp với tâm thiện dục giới và tâm thiện sắc giới gọi là phúc hành, punya phi sankhara. Còn tư tâm sở hiệp với tâm thiện vô sắc giới thì gọi là bất động hành, anencha phi sankhara. Thì cái câu mà do hành làm duyên nên có thức, thì chữ thức ở đây đó chúng ta phải hiểu thức đây là quả thức, vinyana, vipaka vinyana. Thức dị thuộc quả do hành làm duyên. Chỉ kể 32 quả thức hiệp thế, tức là chúng ta không lấy quả siêu thế. Vì quả siêu thế không do nghiệp luân hồi trợ tạo, quả hiệp thế như là quả dục giới, quả sắc giới, quả vô sắc giới đó, thì quả đó là do phúc hành, phi phúc hành, bất động hành là nghiệp luân hồi trợ tạo. Và hành ở đây là do vô minh ở trợ duyên. Như vậy thì tâm quả siêu thế là nó không nằm ở trong cái phạm trù bị xúi dục bởi phiền não vô minh mà tạo ra cái nghiệp thiện siêu thế. Bởi thiện siêu thế tức là tâm đạo là sát trừ phiền não, rồi tâm thiện siêu thế tức là tâm đạo đó, nó tạo ra tâm quả. Thì cái trường hợp này không thể gọi là quả siêu thế tu đà quần quả, tu đà hàm quả, na hàm quả, a la hán quả, thì không gọi là quả luân hồi. Bởi vì quả luân hồi là do nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi là do duyên phiền não luân hồi ba luân á. Cho nên ở đây chỉ lấy 32 quả thức hiện thế. 32 quả thức hiện thế tức là 7 quả bất thiện, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tâm tiếp thu, tâm quan sát, quả bất thiện. Thứ đến là 16 quả thiện dục giới, tức là 8 quả thiện vô nhân, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, quan sát thọ xả và quan sát thọ hỷ. Đó là gọi quả thiện vô.
tám quả dục giới hữu nhân, tức là tám tâm đại quả, tức là cái tâm quả thọ hỷ, bốn quả thọ hỷ, bốn quả thọ xả. Câu tương ưng hay là hợp trí và ly trí, hữu trợ và vô trợ, đây được gọi là, được gọi là quả thiện hữu nhân dục giới, quả thiện dục giới hữu nhân, hay là tâm đại quả Maha Vipaka. Mười sáu quả thiện dục giới và bảy quả thiện, bảy quả bất thiện, như vậy là 23 tâm quả dục giới, cộng với năm tâm quả sắc giới là quả sơ thiền, quả nhị thiền, quả tâm thiền, quả tứ thiền, quả ngũ thiền, và cộng với năm quả vô sắc giới, tức là quả không vô biên xứ, quả thức vô biên xứ, quả vô sở xứ, quả phi tưởng phi vi tưởng xứ. Như vậy thì 23 chúng ta cộng với 9 nữa, 54 là 9, cộng với 9 nữa thành 32. 32 quả thức hiệp thế, đây gọi là 32 quả thức hiệp thế. Và 32 quả thức hiệp thế ấy được Đức Thế Tôn thuyết gom lại thành 6 thức. Như thế nào? Nhãn thức, nhãn ở đây có một quả bất thiện và một quả thiện. Nhĩ thức có quả thiện, quả bất thiện. Tỷ thức có quả thiện, quả bất thiện. Thiệt thức có quả thiện, quả bất thiện. Thân thức có quả thiện, quả bất thiện. Ý thức có 22 tâm, là 2 tâm ý giới, quả thiện quả bất thiện. 3 ý thức giới vô nhân, quả thiện và quả bất thiện. 8 quả dục giới hữu nhân, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. Cái đó gọi là, gọi là ý thức. Ý thức dị thuộc quả thì nó có 22 vậy đó. Hôm Tết, nhân cái ngày thứ năm, cái lớp thắng pháp A Tỳ Đàm A Phi Tâm Á, thì tôi giáo đẳng có hỏi chúng tôi một câu là học A Phi Tâm Á, học vi diệu pháp đó, và được giảng giải, được trình bày với những con số ly chi, nó có lợi ích gì? Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi mới nói rằng là chính những con số ly chi đó, nó giúp cho chúng ta nấu lên cái chi pháp rạch rồi, không có lẫn lộn, không có sai lạc. Mặc dù số ly chi đó thì chúng ta khó nhớ, nhưng mà hễ người ta nhớ được thì mình nhớ được, người ta học được là mình học được. Khi mà nói đến cái này đó thì thưa quý vị, khi chúng ta đã quen rồi, chúng ta nhắm mắt chúng ta kể cũng ra nữa,
đã quen, đã thuộc lòng, chúng ta đã nhớ biết cách rõ ràng. Thì trở lại cái vấn đề đó, 32 quả thức này hiện khởi thời bình nhật. Thời bình nhật tức là sau khi mình tái sanh, ở một kiếp sống, thì bắt đầu từ cái tâm thứ hai, cái sát na tâm thứ hai sau tâm tái tục đó, cho đến khi mà chúng ta gần chết, cái sát na áp chót cái tâm tử, thì cái khoảng thời gian từ cái tâm thứ hai sau khi tái tục và đến cái tâm áp chót cận tử, thì đó là thời bình nhật, gọi là bao quát tích ca lắm. Còn cái sát na đầu tiên mở màn một cái sống mới, thì sát na đó chúng ta gọi là bát thí sanh tích ca lắm, tức là thời tục sinh. Và cái tâm hộ kiếp cuối cùng của kiếp sống này gọi là chú tích ca lắm, tức là thời tử. Chúng ta cần hiểu ba cái từ: thời tục sinh, thời bình nhân và thời tử. Thì 32 quả thức mà do phi phúc hành, phúc hành bất động hành, và nó trợ tạo đó, thì 32 quả thức này nó tổng quát là nó hiện khởi trong thời bình nhật. Còn nếu mà nói trong thời tái tục đó, thì không có khởi lên 32 quả thức, mà trong đó nó chỉ có 19 quả thức sanh khởi trong thời tái tục, tức là hai tâm quan sát thọ xả tám tâm quả dùng giới hôn nhân, năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới. Thì thời tái tục đó, nếu mà tâm thẩm tấn hay là tâm quan sát thọ xả qua bất thiện, thì nó làm việc tục sinh cho chúng sanh khổ, người khổ ở dưới cõi địa ngục ngạ quỷ sanh Atula. Nếu như quả thức cái tâm quan sát thọ xả quả thiện đó, thì nó làm việc tái tục cho người lạc vô nhân trong cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương. Còn tám tâm quả đại quả hay là tám tâm quả dùng với hữu nhân đó, thì nó làm việc tục sinh cho sanh ở cõi người, tức là cõi nhân loại, và sáu cõi trời dục giới làm chư thiên. Còn năm tâm quả sắc giới thì làm việc tục sinh cho sanh phạm thiên cõi sắc giới. Bốn tâm quả vô sắc giới làm việc tục sinh cho chúng sanh phạm thiên ở cõi vô sắc giới. Thì bây giờ ở trong thanh tịnh đạo có nêu lên một vấn đề: làm sao biết được thức này do duyên hành? Thì Ngài trả lời biết được, vì thức quả dị thục không thể có nếu không có nghiệp dị thời na nắp khá ni cá cầm á. Vì rằng có nghiệp tích lũy ở bác chí tất cầm á, nên mới có quả dị thục quý bà cá. Nếu quả dị thục sanh
không do nghiệp tích lũy thì quả thức có thể khởi lên trong tất cả sanh hữu hay sao? Do đó phải biết rằng do duyên hành, tức là luân hồi đó, mới có thức là quả luân hồi. Cái này thì cũng dễ hiểu. Đây là một cái sự chứng minh cho biết rằng là ở đời nó có nghiệp quá khứ, có nghiệp vị lai. Tại sao? Vì không đang khi không như vậy thì không thể nào mà một chúng sanh, một cái chủng tử mà tái sanh vô trong bụng mẹ mà tự nhiên cái ở đâu đó cái cục thịt đó mà nó trưởng thành làm một con người được, nó phải do cái thức tái sanh. Như Đức Phật ngài dạy rằng có hội đủ các điều kiện, có tinh cha, có huyết mẹ, có thức tái sanh thì nó tạo nên cái thân ngũ quẩn này, cái thân ngũ ấm này. Mà cái thức tái sanh đó không phải Thượng Đế tạo ra, không phải do mụ bà đặt vào, mà đó là do cái nghiệp của quá khứ nó tạo ra cái quả thức. Quả thức tục sinh, chúng ta phải hiểu. Khi mà chúng ta đọc kinh điển thì chúng ta hãy dùng cái trí tuệ, và chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, chứ chúng ta không nên khư khư giữ theo cái định kiến của mình. Hồi đó giờ mình suy nghĩ như vậy, mình chấp nhận như vậy, bây giờ học ở trong dương sinh thì nói nó lạ như vậy thì không chấp nhận được. Nếu mà chúng ta cứ khư khư như vậy là chúng ta không bao giờ chúng ta cải thiện cái tri kiến của chúng ta được. Các Phật tử chúng ta phải lưu ý điểm đó. Lại nữa, bây giờ khi mà chúng ta tin rằng cái quả thức đó, thức đó do duyên hành, tức là do duyên nghiệp vị thời trong quá khứ thiện hay bất thiện mà tạo ra, thì bây giờ hành mà làm duyên cho thức đó bằng cách nào? Thì ở đây trong Thanh Tịnh Đạo có chứng minh rằng nói theo định lý duyên hệ bất thành á thì hành duyên thức bằng hai cách. Một là vị thời nghiệp duyên na nát khá đế cát cầm mát vai trì giá. Hai là thường cận y duyên bạc tôn phân đích sĩ giác và chi giác. Cái này là chúng tôi thường nói hoài, cho nên Phật tử chúng ta cũng không có lạ gì khi mà chúng ta nghe cái danh từ, cái thuật ngữ Phật học chuyên môn như thế. Vì thời nghiệp duyên tức là cái nghiệp tạo khác thời gian với quả, cái nghiệp đó nó trợ duyên cho cái quả thức sanh lên, gọi là vị thời nghiệp duyên. Nhưng mà song song với nghiệp trời, vị thời nghiệp duyên đó nó có cái thường cận y duyên, nó hỗ trợ. Bây giờ thí dụ như hai người bố thí, ai cũng làm việc thiện cả, nhưng mà có người đó thì khi mà họ bố thí, họ bỏ tiền ra, họ bố thí hoặc là cúng dường làm lễ trai tăng chẳng hạn, họ bỏ một cách thoải mái. Cái thói quen của họ là cứ là hãy trai tăng là bỏ tiền ra
Cái tâm của họ rất là thoải mái, họ không có bị gò ép. Còn một người kia đó, thì khi mà họ bố thí, họ xả tài, nhưng mà họ có cái thói quen, cái thường cận y duyên đó, là hãy bỏ tiền ra, thì họ hơi tiếc. Cho nên họ phải tính làm sao mà cho nó giảm bớt cái kinh phí lại. Thì cái thường cận y duyên của mỗi người, họ làm cuộc lễ trai tăng, nhưng mà có người thì sẵn khoái mà làm, còn có người thì gò ép mà làm. Thì như vậy cả hai người đó nhận cái hậu quả sao đó. Thì có người, người mà bố thí với tâm sẵn khoái, thoải mái, không có tính toán, không có hối tiếc, thì người này đời sau họ được cái quả là có tài sản phát sanh, có lợi lộc phát sanh. Và lợi lộc tài sản đó nó phát sanh, nó đi vào một cách dồi dào, sung túc. Còn người kia cũng do cái hành động làm phước, làm thiện, bố thí, nhưng mà vì cái thường cận ý duyên là làm gượng gò ép tâm, có cái xoán cảm thấy tiếc nuối khi mà phải bỏ ra nhiều, rồi phải ngắt bớt lại, gói ghém lại, thì do cái thường cận ý duyên mà đời sau tài sản của họ phát sanh đó, họ phát sanh một cách khó khăn, khó khăn. Thí dụ như bây giờ có những người họ làm cũng có tiền vậy chứ phải không, nhưng mà họ đi làm việc ở trong một cái công ty nào đó, cái tiền lương họ thì thay vì được lãnh lương chừng đó một tháng, nhưng mà ở công ty trả lương cho họ ngắt nhéo lần lần, có khi trả anh tháng nửa phần tiền lương thôi, rồi công ty thiếu nợ lại, rồi nửa tháng sau giải quyết nữa. Cho nên khi mà lãnh tiền ít ỏi, mặc dù hồi chúng ta đi đến cái công ty đó thì chúng ta chấp nhận với giá lương một tháng nó là bao nhiêu đó, thí dụ như là 1.000, nó là thí dụ như nó là 500 đô chẳng hạn, hay là 1.000 đô gì đó, nhưng mà thực ra người ta trả cho mình một lần ít ít 200-300 đô vậy, còn bao nhiêu họ để lại họ nợ, làm cho cảm thấy khó chịu. Tiền xài thì cuộc sống của mình nó hơi chật vật một chút. Cái đó là do cái quả tạo nghiệp vị thời mà có cái thường cận y duyên, là cái tâm hơi kiết hơi bóp chặt lại. Cái thường cận y duyên này không khổ nữa. Nhiều thường cận y duyên lắm. Thí dụ có người khi mà họ đem biếu tặng cho người khác á, thì họ cái thường cận ý duyên họ là thích biếu tặng cái gì dùng được, ăn được, tốt đẹp, đáng giá, thì cái người đó cái quả gì thuộc đời sau nó khác. Còn có người thì họ cũng bố thí vậy, nhưng mà cái gì họ xài mà dư rồi thì họ mới bố thí, hoặc là cái gì cũ rồi nó gần quá đát rồi bỏ thì uống, cho nên đem cho hồi cái lúc mà cái đát của cái đồ vật đó đó nó còn dài thì họ tiếc họ cất.
Cho đến khi gần quá đắt thì mới đem cho. Cái thường gần y duyên nó cũng mệt lắm thưa quý vị. Phương thức mấy cái trường hợp này chúng ta phải hiểu. Bây giờ bằng duyên cho thức, bằng vị thời nghiệp duyên là thế nào? Phi phúc hành là tư tâm sở, hiện tâm bất thiện trợ cho thức là quả, thức quả là bảy tâm quả thiện. Còn phúc hành dục giới là tư tâm sở, hiện tâm thiện dục giới trợ cho thức quả là tám tâm quả thiện vô nhân và tám tâm quả dục giới hữu nhân. Còn phúc hành sắc giới là tư tâm sở, hiện tâm thiện sắc giới nó trợ cho thức quả là năm tâm quả sắc giới. Bất đồng hành là tư tâm sở trợ cho tâm thiện. Vô sắc giới, tư tâm sở hiện với tâm thiện vô sắc giới trợ cho quả là bốn tâm quả vô sắc giới. Thì tư tâm sở nó tạo ra bao nhiêu tâm quả cho mỗi một thứ phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành đó. Thì cái này gọi là hành duyên cho thức bằng cái vị thời nghiệp duyên. Còn cái hành duyên thức mà bằng thường cận y nghĩa là như thế nào? Người tạo nghiệp thiện hay bất thiện được lặp đi lặp lại, hành động thói quen, nói thành thói quen, suy nghĩ thành thói quen, khiến cho nghiệp ấy thuần thục mới tạo ra quả tốt hay quả xấu. Người tu thiền tinh chuyên mới đắc thiền, có mong mỏi được như vậy nên thành tựu quả thiền. Đó gọi là hành duyên thức bằng thường cận duyên. Ở đây thì ở trong sách Thanh Tịnh Đạo giảng lược đó, chúng tôi trình bày theo sách nói như thế, các Phật tử chúng ta hơi khó hiểu một chút về cái thường cận duyên, nhưng mà không sao cả. Khi nãy chúng ta nghe cái tình trạng, nghe cái sự kiện mà hai người làm phước đó, một người làm phước, họ có cái thói quen là họ làm một cách sảng khoái và thích làm phước cái tốt, cái đẹp, cái cho người khác dùng được, cho chư tăng dùng được, quan hỷ. Thì cái đó, cái thói quen, cái thường cận y duyên đó, nó sẽ tạo ra cái quả tốt, nó hỗ trợ cho cái quả tốt phát sinh. Còn người mà làm phước bằng cái thường cận y duyên, tạo nghiệp bất thiện hay tạo nghiệp lành bằng cái thường cận y duyên mà hơi tính toán, sợ tốn kém vân vân, họ quen cái đó, đời sau sanh ra tài sản của họ bị chật hẹp vậy đó. Và bất cứ cái gì cũng thành cái thói quen. Thì cái đó gọi là hành duyên thức bằng thường cận y duyên. Bây giờ một vấn đề khác được đặt ra là thức hoạt động trong đời sống như thế nào? Bắt đầu một đời sống thì gọi là thời tục sinh bát tích sanh thích khen á, từ sát na hữu phần sau tâm tục sinh cho đến lúc tâm tử thì gọi là thời bệnh nhật pa quát tích ca lắm, và thời diệt của sát na tâm tử gọi là thời tử chú tích ca lắm. Trong 32 quả tức hiện thế
có người chính thức làm địa tục sinh và cái sanh thí, sanh thí thế chán, người chính thức tục sinh nói theo cõi, có bốn trường hợp là thức tục sinh muốn có khổ là tâm quan sát quả bất thiện, thức tục sinh bảy cõi vui dục giới là tâm quan sát quả thiện thọ xả, tám tâm quả dục giới hữu nhân. Thì là người nhị nhân tâm nhân trong cõi nhân loại. Và sáu cõi chư thiên dục giới. Còn thức tục sinh ở sắc giới là năm tâm quả sắc giới, là phạm thiên sắc giới hữu tưởng. Thức tục sinh trong cõi vô sắc giới là bốn tâm quả vô sắc, làm phạm thiên ở vô sắc. 15 thức tục sinh các cõi dục và cõi sắc được gọi là thức tục sinh của ngũ uẩn, và chúng đồng sanh với sắc nghiệp tái tục. Còn riêng về bốn thức tục sinh của vô sắc gọi là thức tục sinh của tứ uẩn, chỉ có danh uẩn mà không có sắc uẩn đồng sanh. Cái này là chúng tôi giảng lược lắm đó thưa quý vị, giảng lược lắm, chứ nếu mà ở trong thanh tịnh đạo là còn nó dài, nó tràn gian đại hải nữa, là cái những không tràn. Bây giờ chúng ta nói đến 32 thức quả hiệp thế đều diễn biến trong thời bình nhật, chúng làm việc gì? Thử đây, đôi nhãn thức là việc thấy, đôi nhĩ thức làm việc nghe, đôi tỷ thức làm việc ngửi, đôi thiệt thức làm việc nếm, đôi thân thức làm việc đụng, đôi thức tiếp thu làm việc tiếp thu cảnh. Xong mình tính cho nó kinh chát. Trong quan sát thọ hỷ làm hai việc là thẩm tra santirana kinh chát và na cảnh ta đa làm bánh kinh chát. Đó là 13 thức dị thục chỉ diễn biến trong thời bình nhật. Còn 19 thức tục sinh khi mà diễn biến trong thời bình nhật, chúng làm những việc như sau. Hai thức, hai tâm quan sát thọ xả thì làm việc hữu phần phá quan các cái chán, việc tử cho quán các cái chán, việc thẩm tra santirana cái chán, việc na cảnh ta đa làm bánh cái chán. Tám thức quả dục giới hữu nhân làm việc hữu phần, việc tử, việc na cảnh. Còn năm thức quả sắc giới và bốn thức quả vô sắc giới thời bình nhật chỉ làm hai việc là hữu phần và tử mà thôi. Tóm lại, hành dương thức, phi phúc hành đạo rơ thức tái sanh bốn cõi khổ, và tạo quả thức bình nhật hưởng cảnh xấu. Còn phúc hành á, thì tạo ra thức tái sanh vào cõi vô ngũ uẩn và tạo quả thức bình nhật hưởng cảnh tốt. Còn bất động hành thì tạo thức tái sanh cõi tứ uẩn vô sắc và quả thức bình nhật hưởng phần cho các phạm thiên vô sắc. Nó cũng có về như thế này chứ quý vị, là nếu mà chúng ta học về thập nhị duyên sinh đó, thập nhị nhân duyên đó, mà chúng ta không học cận kẽ mà chúng ta chỉ nói phớt phớt qua thì chúng ta suốt đời không hiểu gì hết. Chúng ta chỉ nói vậy nhưng mà có những điều sâu sâu kích thâm thúy mà chúng ta không biết được. Vì vậy cho nên khi mà học trong thanh tịnh đạo cũng như học ở trong A Tỳ Đàm đó, trong Abhidhamma, thì nói về cái pháp mà gọi là Paticca Samuppada, là
y tương sinh hay là thập nhị nhân duyên đó, thì giảm cặn kẽ. Do duyên cái này tạo ra cái này, mà tạo bằng cách nào và có trạng thái ra sao, thì chính cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc. Mặc dù nó hơi mệt óc một chút xíu, nhưng mà không sao thưa quý vị. Hễ một khi mà chúng ta có niềm tin và có cái sự quyết tâm học để mà hiểu Phật pháp, thì chúng ta có thể vượt qua được. Còn mà chúng ta không biết thì chúng ta ngán. Mà khi chúng ta ngán thì chúng ta bỏ qua, là không biết bao giờ chúng ta mới có thể lĩnh hội được. Thì hôm nay chúng ta chỉ học có một mệnh đề, tức là thức, gọi là hành duyên cho thức thôi. Mệnh đề thứ hai đó, nếu mà chúng ta nói cho nó suông, cho dễ hiểu, thì chúng ta nói hành duyên thức ở đây tức là chỉ cho cái nghiệp luân hồi tạo ra cái quả luân hồi, đơn giản vậy. Tuần sau chúng ta sẽ học cái mệnh đề thứ ba, tức là thức duyên danh sắc, hay là do duyên thức có danh sắc. Tuần sau chúng ta sẽ học. Bây giờ chỉ còn có 10 phút nữa chúng ta học không hết cái này đâu. Học không hết để sau cái chúng ta học lại nó nguội. Nó nguội chúng ta lãnh hội được, mất công ôn lại. Bây giờ thì chúng ta nghỉ ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ đọc kinh chúc phúc phước báo cho rùm, rồi sau đó chúng ta chuẩn bị để đi 8:30 chúng ta đi qua rừng Pháp Bồ Tát. Xin kính chúc chư tăng và các tu nữ Phật tử chúng ta sức khỏe và sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba bhutana bhavena sadasati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba dhammana bhavena sadasati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba sanghana bhavena sadasati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thiện gần đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú làm thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sâm ti vi ha ra hoa si ni thu về ga re bồ thi ga re tain ta tham ma đa đề na pa hoàn tu u chi ta so thiên ca rôn so thiên ca rôn te tha vi ha ra măng.
thê ra cha mát cha na wa ca cha mít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu tê cha la pu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ba thiết cha tê sắp về pi du khách xa kha rong tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sang khổ hộ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri nô uất thêm sam pa phu ni ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tề. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.